Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu Dương Quang Thành hoặc Chu Ngọc Anh hốt cú chót rồi chạy khỏi EVN hay không? Độc quyền áp giá điện nhưng cứ báo lỗ hoài. Người dân hiện nay phải trả giá điện cho EVN bao gồm những khoản nào đây? Thứ nhất là khoản mua điện của EVN từ các nhà máy. Thứ hai là trả thuế, trả tiền công quản lý cho EVN, trả khoản lời cho EVN và trả luôn khoản tiền mà các cơ quan chức năng EVN thụt két để mà chia nhau. Bài toán định giá điện sao cho EVN không lỗ là bài toán dễ chứ không khó. Nhưng tại sao năm nào EVN cũng báo lỗ nhiều đến như vậy? Điện lực của Việt Nam bổ nhiệm nhân sự tại Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Có bạn đã phân tích với Thời báo.de rằng những khoản mà EVN phải chi bao gồm mua điện, chi phí cho bộ máy quản lý từ chủ tịch cho đến công nhân, chi phí dự phòng rủi ro, chi phí đầu tư hệ thống tải điện mới v.v. là những chi phí hoàn toàn có thể liệt kê vào trang chi phí bán điện. Tuy nhiên, chi phí do EVN bị mất do các quan chức EVN làm giàu một cách hết sức bất thường là loại chi phí không thể liệt kê. Chính vì thế, dù định giá điện bán cao bao nhiêu thì EVN cũng luôn lỗ. Khoản lỗ đó là do quan chức thụt két làm giàu mà ra. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2023 tới đây, ông Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu ở tuổi 61. Trước khi đi, ông để lại một hố thua lỗ khổng lồ. Tuy nhiên, ông Thành đã tìm ra lý do để tăng giá điện. Việc tăng giá điện sẽ khoan vào túi tiền doanh nghiệp và người dân cả nước. Số tiền đó là để bù lại phần mất mát do tiền đã rò rỉ vào túi quan tham quá nhiều. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có thói quen là trước khi rút lui thường hốt cú chót rất đậm. Lấy ví dụ như ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trước khi bị bắt đã ký hàng loạt bổ nhiệm nhiều quan chức cấp sở, phòng của Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 2 tháng 6 năm 2022. Theo giới thạo tin, đây là cách ông ta bán ghế, vét cú chót trước khi rời ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để vào trại giam. Trước khi rời ghế, quan chức của Đảng Cộng sản thường có thói quen hốt cú chót. Vào ngày 31 tháng 3, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định luân chuyển bổ nhiệm cán bộ quản lý cho công ty Điện lực Hóc Môn. Ngay sau đó đã diễn ra lễ ký kết bản thỏa thuận giao nhiệm vụ năm 2023 giữa hội đồng thành viên của công ty này với người đứng đầu đơn vị trực thuộc. Không biết những tổ chức và chức vụ này có liên quan đến sự ra đi của ông Dương Quang Thành hay không. EVN là Tổng công ty Điện lực Việt Nam, nó có nhiều công ty con và rất nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp trực thuộc trên toàn quốc. Nó như một bộ máy chính quyền trong ngành điện và quyền lực của ông Dương Quang Thành ở đây phải nói là rất lớn. Thị trường mua bán chức tước trong doanh nghiệp này cũng là thị trường không hề nhỏ. Ông Dương Quang Thành còn một tháng nữa thì sẽ rời ghế, và liệu có phong trào bổ nhiệm hàng loạt trong những ngày sắp tới hay không thì chúng ta phải chờ xem tiếp. Có thể nói ông Dương Quang Thành hiện nay giàu không thua gì ông Trần Bắc Hà, chủ tịch một ngân hàng quốc doanh trước đây. Có người nói sức mạnh tài chính của EVN cũng không thua gì BIDV, mà ông Trần Bắc Hà từng là sếp cao nhất trong thời gian dài ở ngân hàng này. Có thể vì quá giàu mà Dương Quang Thành không cần phải buôn quan bán tước để mà hốt cú chót, và cũng có thể không phải thế. Ông Dương Quang Thành, chủ tịch EVN của Việt Nam. Độc quyền nhà nước là một cách làm kinh doanh độc hại. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều báo cáo lỗ để yêu cầu chính phủ tìm cách hỗ trợ họ, tức là rút tiền thuế của người dân ra để chi cho họ. Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam chỉ có đào than lên rồi bán cũng báo lỗ. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam chỉ có hút dầu lên bán cũng kêu lỗ. Như đã nói, họ bị lỗ vì khoản tiền rò rỉ từ tập đoàn sang túi lãnh đạo là quá lớn, nên dù cho có đào than lên bán hay hút dầu lên bán, họ vẫn lỗ. Họ lỗ là bởi lòng tham không đáy của các lãnh đạo tập đoàn. Người dân Việt Nam khi nghe những ông lớn kêu lỗ thì đấy cũng là lúc mà chính phủ sẽ tìm cách nào đó để móc túi người dân bù đắp vào cho đủ. Với EVN là tăng giá điện, với các tập đoàn khác thì có thể tăng thuế hay cách nào đấy. Nói chung là móc túi dân đen để mà đắp vào cho quan lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Liệu Dương Quang Thành có học Chu Ngọc Anh hốt cú chót rồi chạy khỏi EVN hay không?
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng từ hầm tránh rocket trồi lên. An toàn rồi chăng? Có thể nói ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội là người được hưởng lợi rất nhiều từ ông Vương Đình Huệ. Năm 2011, ông Vương Đình Huệ đã rời ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước để lên ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì ông đã giới thiệu Đinh Tiến Dũng chám vào ghế Tổng Kiểm toán mà ông vừa rời đi. Ông Vương Đình Huệ ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính không chịu nổi Nguyễn Tấn Dũng nên tháo chạy sang ban bí thư và được ông Nguyễn Phú Trọng trao cho ghế trưởng ban Kinh tế Trung ương để chờ thời. Khi đi, ông Vương Đình Huệ cũng cố sức đưa ông Đinh Tiến Dũng vào thay thế. Thế rồi, năm 2021, khi ông Vương Đình Huệ rời ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhận được chức Chủ tịch Quốc hội, ông Huệ lại giới thiệu Đinh Tiến Dũng vào ghế Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng. Ai cũng biết ông Vương Đình Huệ hiện là đại đệ tử của Nguyễn Phú Trọng. Ai nấp dưới trướng Vương Đình Huệ cũng hưởng sái ít nhiều về sự che chở quyền lực từ bàn tay của người có quyền lực nhất Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng do sai phạm trong thời kỳ ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016-2021. Với án kỷ luật này, nhiều người nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ quẳng ông Bí thư Thành ủy Hà Nội vào lò. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 1 năm 6 tháng, nhưng ông Đinh Tiến Dũng vẫn không hề hấn gì. Nhiều người nghĩ rằng đây là án treo ông Nguyễn Phú Trọng dành cho ông Đinh Tiến Dũng. Đây rõ ràng là cách giơ cao đánh khẽ của ông Nguyễn Phú Trọng đối với ông cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính này. Được biết, những người bị kỷ luật sau ông Đinh Tiến Dũng, kẻ thì bị bắt, tạm giam, kẻ thì ngã ngựa. Ví dụ ông Trung Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long đã bị bắt. Ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh thì cũng ngã ngựa. Còn riêng ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì không bị kỷ luật nhưng đã bị hất cho ngã ngựa. Nói như thế để thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã ưu ái ông Đinh Tiến Dũng như thế nào. Ông Vương Đình Huệ, người có thể giúp rất nhiều cho ông Đinh Tiến Dũng. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, sở dĩ ông Đinh Tiến Dũng không sao là nhờ ông Vương Đình Huệ nói đỡ cho vài lời trước mặt ông Tổng Bí Thư. Và ông Bí Thư Thành ủy Hà Nội cũng biết thân biết phận nên ẩn mình, không làm gì ồn ào trước báo chí trong thời gian vừa qua. Nếu so với người đồng cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thì ông Đinh Tiến Dũng im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều. Trong thời kỳ lò bốc hỏa ngất trời như thế này, nếu ồn ào có thể sẽ thiệt thân chứ chẳng được gì. Việc ở ẩn của ông Bí Thư Thành ủy Hà Nội có người ví von, ông đang nấp trong hầm tránh bom để đợi những trận oanh tạc lắng xuống thì ông lại trồi lên. Vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, ông Bí Thư Thành ủy Hà Nội đã xuất hiện trước báo chí. Ông Dũng nói về việc nghiên cứu cho thuê vỉa hè ở tuyến phố có hạ tầng phù hợp. Lần này, ông Đinh Tiến Dũng xuất hiện trong sự kiện không mấy ấn tượng nhưng cũng là xuất hiện. Việc xuất hiện lần này giống như hành động đi nhẹ nói khẽ của một người sợ sệt vậy. Đinh Tiến Dũng xuất hiện một cách hết sức rón rén. Trò chơi quyền lực trong chính quyền này là mạnh thắng, yếu thua. Kẻ lên voi nhờ nhóm lợi ích của họ đang có lợi thế, người xuống chó cũng bởi vì họ đầu quân cho nhóm yếu thế hơn. Có người sai nhiều nhưng vẫn bình chân như vậy, mà cụ thể nhất là ông Tô Lâm, ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Ông này dính rất nặng vụ án Mobifone mua AVG, cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng thế thì đã sao đâu, vì ông là người của ông Tổng. Đấy là bài học cho những người làm chính trị dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đôi khi hơn nhau chỉ ở việc chọn phe, chứ chẳng phải tài năng gì cả. Với sai phạm của ông Đinh Tiến Dũng, ông hoàn toàn có thể bị ngã ngựa, nhưng giờ đây vẫn an toàn bởi ông là người được Vương Đình Huệ giúp đỡ. Chỉ cần như thế thì Đinh Tiến Dũng đã bình yên, miễn sao đừng làm gì ồn ào lên là được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng từ hầm tránh rocket
trồi lên, an toàn rồi chăng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.